ngay bên đầu. Nhõng nhõng nhõng. Nhờ có bánh bơi đó. Đây đây tới chiếc chàng mà. Ôi 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 ôi. Lại xong không xong nữa rồi, Đại Dương ơi, cũng là cái chỗ này nữa. Rồi rồi không ra rồi. Rồi. Còn chơi nữa rồi đấy. Ôi. Marseille 1552. Yeah, yeah. Cố lên anh ơi. Rồi không xong rồi đó. Giờ ca 2. 2 chiếc. Ôi. Chiếc đặng lại kéo rồi chạy như vậy đó. Ôi. Vụn xịn. Bây giờ thì ông đặng tổ chức kéo đặng đằng này, kéo đằng này. Chuẩn bị lên. Ô đằng kia. Qua dữ rồi. Còn đằng này. Kéo một lượt. Ô đằng này thì lên, đằng này thì lên nè, còn đằng kia. Đằng kia, đằng kia, đằng kia. Trời ơi, khổ chưa buổi chiều. Ôi ôi, ok các bạn. Quá trời rồi, không xong rồi. Ôi ôi, ruộng bánh, ruộng bánh. Ôi rồi. Rồi hai chiếc. Rồi tự lên cũng lên không được rồi, kéo không được rồi, giờ tự lên cũng lên không được luôn rồi. Ôi. Ôi buổi chiều dập mình. Ôi quá sâu luôn rồi. Thôi kêu đồng chí đội là kéo chú ơi. Ra khối rồi. Ôi không được thôi, đừng kéo nữa, đừng có chạy nữa. Người bây giờ 357 kéo nè, kéo cái chiếc mà 514 lên. Rồi, chú nãy nãy chạy tung bánh ào ào đây. Chuẩn bị lên. Chiều rồi. Ôi ôi, dở bên đầu. Rồi lên rồi. Về lại hai chiếc. Hai chiếc lôi một chiếc này, còn chiếc mà xe một chú son nữa nè. Chiếc lôi chiếc mà xây tàu son. Ôi ôi ôi, chạy muốn dở bên đầu thôi à. Giờ đang đắng hai cái một đắng kìa. Chiếc bên sau đó hai chiếc phía trước này kéo nè. Lên rồi. Có chiếc này có là bánh bơi à đó, để bánh bơi để chạy vô những cái chỗ lầy rồi, nhưng mà chạy vô dướng rồi, cố lên chú. Về lại còn nhúc nhích là còn đi lên được. Lên, cố lên, muốn chèo không? Ô cố lên. Ô ô ơi ơi. Lên rồi, lên rồi, lên rồi. Hên quá, nhờ có bánh bơi. Quá hên. Tiếp tục. Ôi ôi, ôi ôi, chạy muốn dở bánh thôi à. Rồi, cố lên chú. Chú này có năm mấy tuổi rồi các bạn, chú này lớn tuổi. Nặng máy dữ rồi.
hàm. Hao dầu là hao cái mấy thứ này nè, thứ này là hao dầu dữ dội luôn. Trời ơi. Tới đang cứng rồi. Tôi có bản gà 4 cái màu. Còn ở đây thì chú xử lý cái lỗ này. Có màn hình chú có bên đây à. Rồi. Ôi nữa rồi, nữa rồi. Quá dữ luôn rồi. Chú quá gan. Đây 2 cái 1. Trời ơi tuôn bến. Cái phao siêu son 1552 này chắc lại nó đầu vô quá. Chắc lại là vậy đó các bạn. Trời sắp lặn rồi mà giờ còn gặp những cái này nè. Ba kéo một. Lên rồi, lên rồi. Trời ơi. Gian nan chưa. Anh bảnh cái chiếc đó mới mắc lại nữa đó các bạn, mới kéo lên đó. Bây giờ còn cái chiếc của Ngọc nè. Này chiếc của Ngọc nè, đó mắc lại nằm hơi sâu rồi nha. Ôi ôi kìa, dở bánh nó kìa. Ờ trời kìa, qua trời đốt cái đồng khối đen kinh cái chân các bạn. Lúc nào cũng lúng le đe dọa hết. Bây giờ 2-3 chiếc lại mà kéo cái xe của Ngọc lên. Giờ quá dữ các bạn, bên này lại nổi các bạn ơi. Rồi chầm chầm kìa. Cái chiếc bên kia muốn bật bánh lầu nữa rồi đó. Trời ơi. Đường quá sình luôn mà mình lội qua chịu không có nổi luôn, lội lúc rất là sâu cho nên giờ không có khả năng nào mà lội qua bển mà mình chia sẻ các bạn xem kìa. Giờ bắt đầu bển nữa kìa. Đây nó quá xa. À, kéo Ngọc lên, kéo lên, kéo lên. Xe Ngọc lên nha. Rồi chờ tới cái chiếc bánh bơi bên kia.
nhưng bây giờ còn mà lúng lầy quá cỡ luôn các bạn, nhưng mà mặt trời đã lặn rồi, mình không thể nào khả năng mình quay được nữa, thôi xin mình xin kết thúc clip nha. Đây là cái cảnh mà đồng quê của quê mình là làm ruộng gian nan vậy đó.